Đúng rồi, bữa thay cái cặp vỏ Michelin quên tiêu. Cái con Daytona là hôm nay là mới về mấy bạn. Giữa dán đề can, mấy anh em sẽ dán được nhiều mẫu cho một cái bộ tem ghép. Tem ghép nó mới đẹp nha anh em. Còn tem in thì mình thấy nó cũng không có đẹp lắm. Lại gần ở đây nè, các bạn sẽ thấy được là rờ mí mớm đồ nó sẽ căng đét hơn. Theo đi gắn lại cái kiến chiếu hậu cho khách một cái, rồi kiểm tra thử coi, hỏi anh Phát trong cốp coi nó còn cái gì lóc cốp lên can của người ta hồi xưa không, thì trả về hết luôn. Cái Erdo này đang rất là đẹp luôn, tứ quý năm luôn các bạn. Chiều nay chúng ta sẽ đi Đà Hà Nội ha. Cái này mà bây giờ mà mình chạy đi giao xe cái là bị mất phong thủy liền, bị phá phong thủy luôn, thiệt luôn. Con này là con AB 150. Cái này mình lấy ý tưởng từ cái con Vio 150 mà anh khách ảnh gửi mẫu cho mình. Thì cái tem, tất cả những cái tem ở trên xe á, cái này là tem sơn nha anh em, chứ không phải là tem dán đề can. Thì tem sơn với lại tem dán á, nó sẽ khác nhau ở một cái số vấn đề mà mình chia sẻ cho anh em là giữa dán đề can, mấy anh em sẽ dán được nhiều mẫu, giá tiền nó cũng rẻ. Một cái bộ tem mà cho AB dán thì có chỗ dán 700-800, có chỗ dán 1 triệu mấy, cũng có chỗ dán khoảng tầm 2 triệu cho một cái bộ tem ghép. Tem ghép nó mới đẹp nha anh em. Còn tem in thì mình thấy nó cũng không có đẹp lắm. Nó hơi bị xấu tí xíu. Màu sắc đồ này nọ nó sẽ không có sắc nét giống như là tem ghép. Thì cái này là tem sơn, là nó sẽ hơn tem là như thế nào. Có nghĩa là mấy bạn, khi các bạn lại gần ở đây nè, các bạn sẽ thấy được là rờ mí mớm đồ nó sẽ căng đét hơn. Và cái độ bóng nó sẽ phủ, bóng nó sẽ lâu hơn, giống như là đề can. Nhưng mà bù lại một cái nữa là cái phần sơn á, chi phí nó sẽ cao hơn dán tem rất nhiều. Và mỗi lần anh em mà muốn đổi qua một bộ tem mới, anh em phải tốn một cái chi phí là sơn lại, chứ nó không giống như là dán đề can. Dán đề can mấy bạn chỉ có hết mùa này, hết mẫu này mình đi mình không thích nữa. Dạng như mùa này đang đá giải Ngoại hạng Anh đi, mình dán tem Asino đồ này nọ, còn mai mốt là mình chuyển qua mình chơi mấy cái giải bô lội, hoặc là chơi tennis, hoặc là chơi golf gì đó, là mình sẽ đổi qua cái mẫu tem khác tùy theo cái sở thích của mình, thì nó sẽ rẻ. Nhưng mà bù lại cái sơn tem nó mắc, nhưng mà được một cái là độ bóng, cái thứ hai là độ bền. Và cái điều đặc biệt á, là khi một cái con xe sơn tem, mấy bạn dựng kế bên một cái con xe dán đề can, mấy bạn sẽ nhận biết được hai cái trường phái nó sẽ khác nhau. Bên mình cũng có sơn tem, bên mình cũng có dán đề can, nhưng mà để mà công tâm mà nói, anh em kêu mình là giữa sơn tem và dán đề can thì anh nên chọn cái nào, thì mình nói đơn giản lắm. Nếu mà một con xe em đi thay đổi nhiều lần thì nên dán tem. Còn ví dụ mà em cảm thấy mà một tem đó là em chơi được khoảng tầm 1-2 năm em mới đổi, thì dán đề can cho nó khỏe. Nó rẻ hơn, nó sẽ đúng tiêu chí của em hơn. Thì con này là mình sơn tem lại hết dàn áo. Dàn áo thì cái này là màu xám xi măng, hơi ẩn xanh lá nhẹ, theo cái mẫu anh chủ xe anh gửi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai sẽ nhấn vài điểm ở trên xe cho nó có màu đen, cho nó không có bị sáng quá. Bao gồm mặt nạ nè, rồi cái bờ đầu sau, bờ đầu trước, nguyên yếm đường giữa là mình sơn màu đen bóng. Anh muốn dàn chân là nó sáng hơn tí xíu, chứ không có muốn dàn chân là đi theo kiểu sporty. Thì cái dàn chân là theo ý ảnh, là cặp mâm trước sau là mình sơn cái màu rơm bạc, chứ không phải là sơn màu rơm chì ha. Đúng ra là cái mẫu ảnh gửi cho mình, cái mẫu đó nó lại là đang đi cặp mâm CNC của X1R. Thì cặp mâm nó khoảng tầm mấy triệu các bạn.
Nhưng mà ảnh lại thích là đi cái băm jean của thằng AB, bắt buộc mình là phải sơn lại. Thì thế nếu mà anh em muốn đi mấy cái mâm màu sáng giống vậy á, nó sẽ có hai trường phái. Một trường phái á là mấy bạn sơn chrome, một trường phái là mấy bạn đem đi silicon. Thì sơn chrome một cặp mâm giống vậy mấy bạn sẽ tốn đâu đó khoảng tầm từ 2 triệu cho tới 2,5 triệu. Còn mà khi mà anh em đi silicon một cặp mâm giống vậy thì nó sẽ dao động, nó tốn từ khoảng tầm 4 triệu cho tới 4,8 triệu cho một cái cặp mâm sơn chrome silicon. Dàn chân là bao gồm là phuộc nè, rồi lốc nồi là mình sẽ sơn màu bạc theo ý của chủ xe để cho cái tông xe nó sáng. Thì cái này hột bạc này mình đang sử dụng là hột bạc 11 mấy bạn, cho nó sáng. Mấy bạn sẽ thấy giống như cái màu bạc Super á, cái hột bạc nó sẽ sáng hơn là tất cả những cái hệ hột bạc khác. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tem light màu xám limited edition. Ở đây chúng ta sẽ có một cái số 150 8M lên đây theo mẫu của thằng Vio, nhưng mà mình phân qua cho AB nhìn cho nó hợp form hơn. Vàng nhám, những cái chỗ nào mà nó xấu quá thì mình sơn lại, còn những cái chỗ mà nó còn đẹp như bao gồm là hai cái sàn gác chân nè, boe, cái này là còn đẹp là mình sẽ dưỡng lại chứ mình không có sơn, sơn nó uổng mấy bạn. Thì xe này mới đi có 5,000+ cây à. Và cái hôm qua mình mới dính xương là cái thằng này. Thằng này đúng ra là hôm qua là mình mua ở trên Shopee. Mình mua cái cặp tay thắng mà ở trên Shopee mấy anh em chỗ khác người ta sơn sẵn á. Mình nghĩ là cái tay thắng nào nó cũng giống như tay thắng nào mấy bạn. Mình mua lên, mình sệt cho AB đầu đàng hoàng luôn, ráp vô nó không được, nó khác khớp mấy bạn. Cuối cùng là mình mới nói với anh chủ xe là nó khác khớp em ơi, gáo không được. Hên sao à, ở bên tiệm bên kia người ta vẫn hỗ trợ cho mình trả lại, không tốn tiền nha anh em. Quá là VIP luôn. Nên là mình nói anh chủ xe thôi, đường nào cũng lỡ dàn áo sơn tem rồi, thôi tháo cặp tay thắng jean này ra mình sơn luôn. Thì cái mẫu của anh thích là cái mẫu mà giống như cái kiểu mà Akosato á. Cái này là mình sơn ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo cờ Ý. Và cái chữ Akosato Racing á là mình sẽ phân ra ba màu luôn. Xanh, trắng, đỏ, Racing. À, và cái tay mình sẽ sơn là sơn màu đen bóng. Còn cái yên yên này mình sẽ làm cao hơn yên zin tí xíu à. Tại vì do là cái mút yên cũ là mình sẽ bỏ hết, là mình bọc hết cái dàn yên trong đây, nó sẽ là niệm kim đan. Có nhiều anh em kêu là cái niệm kim đan là giống như là rác của người ta mà đem về làm áo vật cho mình. Thực tế các bạn phải nghĩ đơn giản là cái niệm kim đan đa phần mấy bạn chỉ mua được ở những cái như là ghế salon hoặc là niệm hoặc là giường đồ này nọ thôi. Mấy bạn mua về những cái chỗ mà người ta làm yên á, người ta mua về người ta sẽ cắt gọt ngồi, miễn sao mấy bạn ngồi lên, mấy bạn ngồi cảm giác nó im là được rồi. Chứ còn mà ở đâu ra mà mình không thể nào mà làm một cái yên có vài trăm ngàn mà mình vô nhà máy mình đặt bút kim đan mà mới về mình làm cho những người anh em được, nó sẽ khó. Ở đây thì một cái yên nó đâu đó nó khoảng vài trăm ngàn, có chỗ thì người ta lấy 500-600, có chỗ người ta lấy 400-500, cũng có chỗ người ta lấy 600-700, thì tùy theo mỗi cái chi phí vận hành của mỗi chỗ nó sẽ khác nhau. Cái yên này sẽ cao hơn yên zin tí xíu nha anh em. Này mình sẽ đắp lại hết, là làm lại yên của niệm kim đan, rồi mình gọt góc cạnh đồ gân guốc đồ lại hết, bọc lại cái da yên màu đen, cản là đang sơn đen. Đặc biệt là xe này vẫn là sử dụng phuộc zin, nhưng mà theo lời chia sẻ của chủ xe là anh sơn giùm em hai cái lò xo nó màu xanh ni trong đây, hai cái lò xo màu xanh ni trong cho nó có điểm nhấn. Và chi phí để hoàn thiện cái con xe giống như hình, bao gồm tiền vận chuyển luôn, thì xe này hồi bữa là mình chở từ Vĩnh Long về các bạn, mình chở từ ở dưới Vĩnh Long về thì lanh quanh đâu đó nó rơi vào khoảng gần 13-14 triệu là luôn tiền vận chuyển chở từ Vĩnh Long về Sài Gòn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy xe ra ngoài trần, mình gửi xe về chở khách, là bao gồm là mình sơn full hết xe, rồi sơn mâm là màu chrome, dàn chân là chỉ có gấp là sơn màu đen bóng, chống đứng chống nghiêng là sơn đen bóng, phuộc là sơn màu bạc. Cặp bao tay mình sẽ thay cặp bao tay là CRG. Cái mẫu này thì nó sẽ copy với lại cái mẫu của thằng Barracuda, thì thằng này nó sẽ rẻ hơn, thằng này nó đâu đó khoảng tầm đâu đó 400 thôi, còn Barracuda thì nó rơi vào khoảng tầm 850 cặp lận. Gù theo chủ xe là yêu cầu là gù inox. Còn hai cái tay thắng này là mình sơn nha, hai tháng này mình sơn trăm mấy,
Còn ở trên mạng người ta bán luôn sẵn luôn là trăm mấy, nhưng mà nó lại không có cho AB150 đời này, nên là bắt buộc là phải kết tâm lại mấy bạn. Còn ở trên mạng là người ta làm theo cái dạng mà sao ta, người ta làm số lượng sỉ, làm đồng loạt nhiều á thì cái giá nó sẽ rẻ hơn. Rồi, xe này do là mới đi có mấy ngàn cây thôi, ốc tán trên xe còn rất rất là đẹp, nên là mình khuyến cáo chủ xe là để ốc zin, đừng có xi lại, tự vì ốc nó còn đẹp quá, xi nó rất là ổn. À, rồi thì cái clip chủ yếu là để giải đáp thắc mắc cho anh em là bên mình là vẫn có dọn sơn lên đồ chơi những cái dòng xe nhỏ nhỏ, chứ không phải là chỉ có làm xe lớn không. Mấy anh em nào xe nhỏ thì cứ có nhu cầu thì cứ ủng hộ mình. Mình là Mr. Ken 6789, chạy đi gắn lại cái kiến chiếu hậu cho khách một cái, rồi kiểm tra thử coi, hỏi anh Phát trong cốp coi nó còn cái gì lóc cốp lên ken của người ta hồi xưa không, thì trả về hết luôn. Quên. Đúng rồi, bữa thay cái cặp vỏ Michelin nữa mà quên mất tiêu. Hồi anh em kêu sao trời ơi nhiêu đó không mà làm tới mười mấy triệu, nghe sợ sệt quá. Ây da, ây da. Lột hết mấy cái tem mày ra đâu nha Phan. Thông tin anh nhắn qua bên cái Zalo cho em á, với lại cầm 6 triệu tiền mặt để trả lại khách luôn. Anh trai C2 này ảnh hơi bị VIP luôn á, xe chưa làm gì hết là chưa đưa trước 2 triệu rồi. Vậy muốn làm gì làm. Rồi mấy anh em nào mà có nhu cầu dọn xe thì cứ alo cho mình nha, 0903 678 978. Ở bên đây thì mình cũng có một con Grande mẫu cũ chết men này, quên kêu xì nhỏ tháo hết mấy cái này ra để lấy dầu hôi chùi lại, vô bóng qua một cái mấy cái inox.